Anh em nay thì anh em mình đã trải nghiệm một ngày. Quãng đường thì nó cũng không dài không ngắn và anh đã có một cái video review nhanh về cái con Santa Fe này rồi. Nhưng mà cái video này thì em muốn lên cho anh em đặt một câu hỏi cho anh là theo anh thì con Santa Fe này mới mua về thì cần trang bị và nâng cấp những cái món đồ gì? Thì anh có thể là có cái chia sẻ cá nhân của mình với anh em được không ạ? Anh nghĩ rằng là có, dạ. Nhưng mà không nhiều. Ví dụ cái đèn này. Vâng. Cái đèn này là gần như bây giờ là anh em độ đèn là móm. Bởi vì là cái đèn này của nó rất sáng, rất tốt. Mà cái thiết kế của nó cũng khác biệt đấy chứ anh? Đúng. Vâng. Cho nên cái việc này mà để độ cái này này, vâng, là khoai. Thứ nhất là cái bi này của nó bi mỏng và dài. Vâng. Nếu bây giờ chúng ta các cái bi độ nó hay là bi tròn đường kính bao nhiêu đó đưa vào đây, chẳng hạn bây giờ gì quét này không được đúng không? Vâng. Đây là một cái gọi là DNA mới của Hyundai trên cái việc mà cái đèn này là không thể đó. Vâng. Rồi cái gì nữa em cần hỏi cái gì nữa là em tiếp tục đi, anh hãy giải thích cho em. Cái món mà trang bị đầu tiên về thì chắc chắn là xe nào Việt Nam cũng thế, là đầu tiên cũng phải dán phim tiếng Nhật luôn. Đương nhiên. Vâng. Tại sao mà xe nào cũng phải dán phim cách nhiệt? Vâng. Bởi vì thế này, ở Việt Nam thì cái môi trường Việt Nam là nóng ẩm mưa nhiều. Vâng. Cái số thời gian nóng trong năm là rất cao. Chính vì vậy mà dán phim cách nhiệt là tối quan trọng. Việc mà dán phim cách nhiệt để giảm cái bức xạ nhiệt vào trong khoang lái, ngoài cái việc mà khiến cho khi mình bật điều hòa lên nó mát nhanh hơn ra. Vâng. Thì mát nhanh hơn đồng nghĩa cái điều hòa thời gian, vâng, điều hòa nó dùng ít hơn thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Vâng, vâng. Cái thứ hai nữa là cái nắng của Việt Nam mình, cái thành phần tia tử ngoại nó rất là nhiều, tiêu UV nhiều. Vâng. Chính vậy mà nếu mà không dán ấy, đi tay nó sẽ rất là rát. Chẳng nhẽ là lái một chiếc xe như thế nào nhưng anh em hay chị em là cứ phải mặc áo dài, hoặc là thậm chí chị em là vẫn phải lin ra lít à? Dạ, vâng. Đúng không? Cái đấy là không thể. Vâng. Xe ô tô là cái mà để mình có thể thoải mái nhất có thể. Vâng. Kể cả mùa đông mình vẫn có thể mặc quần áo như thế này để lái xe được. Vâng. Đúng không? Vâng. Chứ lái xe mà lại phải mặc kiểu lít ra lít thì buồn cười quá. Đúng. Vâng. Không? Đó. Vâng. Dán phim là một cái thứ mà đầu tiên quyết. Vâng. Nhưng phim nào, phim như thế nào thì lại tùy theo túi tiền của từng người một. Vâng. Khác biệt của mỗi một cái phim ấy, xịn hay là bớt xịn, nó không nằm ở việc mà chống bao nhiêu cái tỷ lệ chống nóng được bao nhiêu, vâng, cách nhiệt được bao nhiêu, nó nằm ở quang. Đấy, quang học. Phim xịn cái quang học nó tốt hơn thì nhìn nó trong hơn, dễ nhìn hơn, nó cản được nhiều ánh sáng hơn, đỡ chói mắt hơn. Đó thì nói tóm lại tiền nào của đấy, có nghĩa là không chỉ cái khả năng về cách nhiệt nữa mà còn khả năng về, có nghĩa là quang học, ngồi trong xe và nhìn ra quan sát ra, chính xác, tốt. Mỗi một hãng phim thì nó có một cái công nghệ khác nhau. Thực ra cái này thì nó theo cái trải nghiệm của người dùng. Em nghĩ là anh em mà đã mua Santa Fe thì ít nhất thì đã trải nghiệm qua một hai dòng xe rồi, chính xác. Thì là mỗi anh em thì đều có cái trải nghiệm riêng và có đánh giá riêng. Đúng. Vâng. Thì mình thì ở đây thì mình cũng chơi rất nhiều dòng phim khác nhau rồi. Dạ, nhưng vâng, mà anh sẽ dừng lại việc mà anh không tư vấn là sử dụng phim gì. Dạ, vâng. Phim gì là do các bạn, còn vâng, sử dụng phim là việc nên làm thôi. Vâng, vâng. Ok. Cái món đồ thứ hai mà theo anh thì là mình cần nâng cấp món gì cho con Santa Fe này? Món đồ thứ hai cần nâng cấp mà nó là thiết yếu, dạ, đó vâng, là thảm thải sàn. À vâng. Thảm thải sàn tại sao lại cần? Bởi vì đấy lại là môi trường ở Việt Nam, nóng ẩm mưa nhiều, bùn bụi nhiều, nhất là bùn bụi anh ạ. Ví dụ như ngày hôm nay là mưa này, vâng, nếu mà gặp cái đường nó sạch này thì không sao, nhưng gặp cái đường nó hơi bẩn một tí, vâng, mà mình đi lên xe thì tự nhiên mình kéo đi một cái vâng, lớp bùn bẩn và vâng, khiến cho cái nội thất xe nó trông nó rất là ghê. Hoặc là ví dụ như cái thảm nỉ, thực ra là thảm nỉ thì em rất là thích cái thảm nỉ mà của hãng trang bị theo xe ấy. Nhưng mà đối với cái môi trường ở Việt Nam mình gần như là cái gì đấy nó không phù hợp. Đúng. Vâng. Thế thì hiện nay nó có rất nhiều, vâng, các loại thảm khác nhau, vâng, từ đúc này, đúc cao su, rồi cao su này, vâng,
rồi 3D, 5D, 6D này, da, kiểu rất đấy, nhiều sự lựa chọn luôn, bọc da, trải thảm mọi thứ. Nhưng mà có một cái điều là mỗi một cái thì nó lại phù hợp với những cái đối tượng. Vâng. Có một số người thì em rất là thích dùng 5D, 6D, nó bọc kín, em cảm giác là cái đấy nó lại ăn nhập với cả nội thất. Vâng. Màu nội thất rồi các thứ thì vâng, nhìn nó đẹp. Nhưng mà có một số người bảo không, cái đấy nó dùng mới thì đẹp nhưng mà dùng một thời gian nó rất là hôi. Wow. Mình lại thích dùng thảm cao su, hoặc là thậm chí là người ta dùng thảm đúc, bây giờ thì đặt wow, nguyên cái khuôn đúc đấy vào trong nội thất, thế là rất là sạch sẽ. Wow. Wow. Đấy, mà vẫn an toàn. Và cái thảm ý, nhớ là các bạn này, thảm hãy chọn cái thảm nào mỏng nhất có thể. Bởi sao? Khi đấy khi các bạn đạp cái chân ga này, nó không bị kích. À đúng rồi, nó không bị cấn vào cái chân ga và lúc đấy nó an toàn hơn. Bởi vì khi nó giảm dày quá mà cái chân ga mình đạp xuống nó bị cấn thì nó sẽ gây mất an toàn. Vâng vâng đúng rồi. Bởi vì lúc mà mình đạp hết chân ga ấy thì là cái lúc mà mình cần một cái công suất rất lớn để cho cái xe nó tăng tốc, nó vượt qua cái chuyện là vậy. Có nghĩa là một là thảm mỏng, hai là anh chị em phải chọn cái mẫu thảm nào nó có thiết kế mà nó chừa cái khoảng chân ga và chân phanh ra để cho mình sử dụng an toàn hơn. Nó không bị trơn cũng quan trọng. Vâng, thế là thứ nhất là phim, thứ hai là thảm. Rồi. Còn một cái món đồ nữa em nghĩ là đa số là xe nào cũng cần phải lắp đấy, bởi vì anh bảo cái câu gì nhỉ? Nuôi quân 3 năm dùng quân 1 ngày. 1 ngày đấy chính xác. Đó là camera hành trình. Vâng đúng rồi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì này, camera hành trình nó đúng là thế này. Bình thường ra nó chỉ ghi những cái hình ảnh cái quá trình mình đi thôi. Vâng. Nhưng nhỡ một lúc nào đó một cái sự việc nào đó nó xảy ra đột nhiên đường, nó xảy ra và mà cần phải chứng minh là mình đúng hay mình sai. Vâng. Mà lúc đấy lại không có người làm chứng thì làm thế nào? Như bản thân anh đã gặp cái trường hợp là thực tế như thế chưa? Có nhiều lắm. Ngày xưa anh đi ở trên vùng cao ấy. Vâng. Thậm chí hôm vừa rồi anh đi ở đường Hoàng Diệu. Vâng. Có một ông ấy mình đang đi trước, ông đi xe máy. Vâng. Ông vượt lên, ông tạt đầu mình. Vâng. Thế là cái để chân của ông ấy, cái xe của ông ấy quệt vào cái đầu xe này của mình. Ông cũng không ngã, nhưng cái chân của cháu ông ấy bị chảy máu. Ủa. Thế là ông bảo, ông chặn đầu xe, ông bảo là ông đâm vào tôi. Mà mặc dù cái xe của mình không bị va chạm bất kỳ một cái gì, không bị xước sát một cái gì cả. Vâng. Thì mình bảo là thôi ok. Vâng. Có các hành trình đây. Tôi sai tôi chịu. Đấy. Tôi sai tôi chịu. Đúng là lôi quân 3 năm dùng 1 giờ đấy. Ông bảo là tôi không xem. Bảo ông không xem, bây giờ gọi công an đi. Gọi công an đây. Rất là khó. Thế là ông kia một lúc xong thì ông vẫn ngoan cố. Nhưng mà thằng cháu ông ấy bảo, mặc dù nó bị đau. Vâng. Bảo thôi bác ơi, bỏ qua đi, cháu cũng cầm máu rồi, không gì nữa. Dạ vâng. Và rõ ràng đó, nếu mình không có cam hành trình thì thường thường ở Việt Nam mình sẽ có một cái là gì? Thế yếu là được bảo vệ. À, vâng. Đúng không? Làm sao mình tự nhiên mình bị oan. Đúng, mình bị oan. Đấy, cho nên nuôi quân thì 3 năm nhưng dùng quân thì một giờ. Và cam bây giờ, hành trình bây giờ thì nó không ngoài khả năng ghi hình ra thì có rất là nhiều cái mã cam có những cái công nghệ đi kèm. Đúng. Ví dụ như tích hợp cả GPS, có thể là có 4G là có thể quan sát từ xa. Đúng. Rồi là có cả bảo vệ chống trộm. Nhiều khi còn có cả cảnh báo tốc độ lên trên nữa. Rất là nhiều công nghệ, nói chung là rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị em. Thì bởi vì là có nhiều người là bảo tôi cũng không quá chú trọng về việc mà ghi hình. Vâng. Nhưng mà tôi đi đường xa. Vâng. Biển bảng các thứ tốc độ là tôi rất hay chủ quan. Và không chú ý. Không kịp quan sát vâng. Thì cái cam hành trình nó sẽ nhắc cho tôi. Vâng. Đấy, thì đấy, đó cũng là một trong những cái việc vâng. Đấy. Thế là đã có 3 món rồi. 3 món. Thực ra đây okay. là con xe mà rất là công nghệ rồi đấy. Đúng. Gần như là nếu mà mọi người nghĩ là sẽ là không phải trang bị hay là không phải nâng cấp thêm món gì đâu. Đúng. Nhưng mà em thấy là cũng có, đấy là phim cách nhiệt này, thảm sàn, cam hành trình. Ok. Đấy. Thế em có một cái món này nữa anh ạ. Là anh thấy xem là con này có cần thiết không nhá. Một con này là em thấy là Santa Fe là SUV anh nhỉ? Đúng rồi. SUV. Nhưng mà xe gầm cao. Nhưng mà lại không có bậc lên xuống. Đúng. Vâng. Thực ra với những người như anh em mình, anh vâng. thì cao 1m7, chân dạ. thì cũng dài tầm 1m1.
mà em thì cao hơn anh. Vâng. Nếu mà anh em mình sử dụng cái xe này, vâng, ngồi như thế này, vâng, không quá vấn đề. Nhưng nếu một ai đó thấp hơn anh em mình, vâng, hoặc thậm chí nhà đấy có trẻ nhỏ, hoặc là người cao tuổi, vâng, ví dụ như nhà, vâng, anh thì anh có bố mẹ già, việc mà lên xuống một chiếc xe như thế này, vâng, nhất là hàng hai ấy. Đây, vâng, ví dụ thế này, con này nó lại có một cái nhược nữa là những con chiếc SUV ấy, nó có cái túm, cái tay bám, tay bám ở đây, cái này không có. Còn khi mà ngồi lên trên này, vâng, bước xuống rất khó. Vâng, đúng. Vậy thì cần một cái gọi là bậc để chân. Bởi vì là theo em quan sát thấy thì đặc biệt là các cháu nhỏ, ừ, gia đình mà có cháu nhỏ mà xuống một phát mà nhảy xuống thì nó cũng khá là bất tiện đấy. Đúng. Vâng, nhiều khi là thiếu an toàn. Đúng. Thiếu an toàn. Hai nữa là chị em thì hay mặc váy mặc quần. Cái câu chuyện rằng là một phát bước xuống luôn thì kiểu gì nó có trường hợp là nó quệt. Một là quệt. Hai là gì em biết đâu, lỗ hàng. Đúng không? Vâng vâng. Và bậc lên xuống thì Santa Fe thì ở Việt Nam thì là mới. Nhưng mà bên nước ngoài thì em thấy là những cái option nâng cấp bậc là có nhiều phương án đấy. Nó có cả bậc cố định, vâng, và bậc điện, gọi là bậc cơ. Bậc cơ và bậc điện. Và nhất là một mẫu xe như Santa Fe đời mới, vâng, thế này. Vâng. Thì nó rất giống một chiếc Land Rover. Đúng. Thì chiếc Land Rover bây giờ em cũng thấy thời gian khi em mở cái cửa này ra. Bọc điện nó tự động mở. Mở. Vâng. Trông nó rất là gọn. Vâng. Đóng cửa vào, bậc điện thụt vào. Thụt vào. Thì thứ nhất về mặt thẩm mỹ cũng đẹp hơn. Vâng. Thứ hai về mặt khí động học thì chiếc xe nó cũng yêu hơn, đúng không? Đấy. Cái đấy là cũng nên cân nhắc. Nên cân nhắc để lắp. Nên cân nhắc để, vâng, lắp. Thế là có 4 món đồ rồi. 4 rồi. Phim này, thảm sàn, cam hành trình và bậc bệ lên xuống. Khi mà anh em mình chạy từ sáng đến giờ anh ạ, thì em thấy có một điều rằng là với cái con Santa Fe mà bản cao này này, 2.5 turbo, ừ, và một cái bản thấp hơn nữa ấy, đúng rồi, thì tất cả cái phần ốp nhựa bên dưới nó đều là phần sơn đen bóng. Đúng. Vâng, nhưng mà em phát hiện ra một vấn đề rằng là cái trường hợp sơn đen bóng thì nó sẽ giúp cho cái bề ngoài của cái xe nó rất là lực, nó khỏe hơn và nó sang hơn. Nó sang hơn. Đúng. Nhưng mà có một vấn đề là khi mình chạy thì cái phần mà lốp nó sẽ bắn bùn bẩn đá sỏi lên cái phần hông dưới rất là nhiều. Đúng. Thì nó sẽ dễ bị gây xước, xong rồi là sẽ nhanh bị bào mòn bề mặt sơn. Đúng. Thì em có một cái giải pháp đó là dán PPF về cái ngoại thất, thì theo anh là thế nào? Cái anh đó, đánh giá thế nào về cái sản phẩm này? Cái đó thì anh nghĩ thế này. Vâng. Nó còn tùy theo chủ nhân. Vâng. Và cái thói quen của chủ nhân nữa. Vâng. Tuy nhiên thì anh cho rằng thế này, với những chiếc xe, nhất là những chiếc xe màu đen thế này. Vâng, đúng rồi, con này là full black luôn. Full black luôn. Thì việc mà trang bị một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài, vâng, là cần thiết. Và đặc biệt là gì, xe đen ấy nó hay lộ lắm. Vâng. Những chiếc xe này nhá, đang bẩn thế này, vâng, về đi rửa, mà những ông rửa bây giờ ông ấy đang hay dùng cái chổ đấy, ông cà này, thì bản chất những cái này, ừ, nó là sẽ làm xước cái bề mặt xước. Làm xước bề mặt thì lâu ngày cái bề mặt nó xước đi, vâng, thì nó sẽ rất xấu, vâng, và vâng, dễ bám bẩn. Như trung tâm của em nhá, thì cái việc rằng là rửa xe phải chia hai cái khu vực ra, ừ, phần gầm là phải sử dụng khăn riêng, ừ, và phần trên là sơn bóng là sử dụng khăn riêng, ừ, để tránh trường hợp mà anh em vét cái phần đá cát với sỏi này, xong lại trà lên bề mặt sơn thì nó sẽ gây xước. Nhưng mà với cái trường hợp này thì nói chung là anh em phải xử lý cái khâu mà phun bọt với cả rửa xe đầu tiên. Đúng. Nhưng mà vào những cái trung tâm mà không chuẩn lại cầm cái cát bụi ấy, đúng rồi, xong rồi lại trà một hết cái sơn là bay hết ngay. Thế thì, vâng, thế thì bây giờ là cái giải pháp dán PPF là, vâng, có hay à? Bán, vâng, PPF là gì? Thứ nhất, ở Việt Nam, vâng, là rất hay va chạm. Đúng rồi. Đặc biệt là những cái va quyệt nhẹ xe máy các thứ nhiều. Ừ, đặc biệt là xe máy. Vâng. Ví dụ như là để trong hầm xe, vâng, đi xe quệt phát, vâng, thế là bị. Thì lúc đấy BPF là cái cứu rỗi luôn. Cứu rỗi luôn. BPF thì nó sẽ tránh được cái va quệt. Vâng. Cái thứ hai, BPF bản chân cái màng BPF nó đã có một cái màng nano rất là mỏng ở phía trên. Vâng. Và gần như là em xối nước, em xịt nước, xịt qua, rửa qua phát là nó lại bóng như bình thường. Thứ nhất là và nó tạo giữ cho cái xe luôn luôn đẹp đẹp, đúng không? Cái sau khi mà em cũng sử dụng qua một vài cái xe, nhưng mà có một cái câu em làm độ xe nhá, nhưng mà có một cái câu rằng là đẳng cấp nhất của độ là về zin, là những cái gì mà nguyên bản
thì nó là đẹp nhất, thì cái nước sơn của con xe cũng như thế anh ạ. Nước sơn từ nhà sản xuất bao giờ ra cũng là đẹp nhất. Nhưng mà cái việc là anh em mình không có một cái lớp bảo vệ cho nó mà không may nó bị cháy xước một phát xong rồi sơn lại một cái nhỏ cánh cửa không? Đúng. Nhỏ không nhưng mà vẫn phải sơn lại cả cánh cửa. Có một cái điều như thế này. Vâng. Nếu mà ai đi mua xe cũ. Vâng. Thì người ta hay có một cái câu này. Ôi. Sơn zin 80% hay sơn zin 90% hay sơn zin 70%. Ai ơi mà con này sơn lại hết rồi. Đấy. Thì cái giá trị còn lại của cái xe đấy nó là hoàn toàn khác biệt đấy. Thì cái BBF nó sẽ giải quyết cho vấn đề đấy. Là những cái chi tiết thực ra là nếu mà đâm đụng vào mà móp méo thì không cứu được. Đúng. Nhưng mà cái trường hợp mà bị xước nhỏ xong rồi là quẹt nhẹ rất là đúng nhiều thì cái BBF nó giải quyết cho một trường hợp đấy. Chính xác. Vâng. Thì cái đấy cũng là nên làm bởi vì bản chất là một cái xe nó đẹp như này. Vâng. Mà đen đẹp bóng lướt ở trên đường đúng rồi. Thì luôn luôn sẽ khiến cho ông chủ cảm giác hãnh diện hơn đúng không? Chưa tính đến cái việc rằng là nó khi mà dán BBF lên thì nó sẽ thay thế cho cái công nghệ ceramic. Nó tạo ra một cái độ bóng hơn rất là nhiều và nó tạo ra cái hiệu ứng lá sen. Đúng rồi. Thì cái trường hợp mà mình đi mưa thì xe cảm giác nó vẫn sạch hơn. Đúng, chính xác, vừa anh cũng nói rồi. Vâng. Rồi là cái việc rằng là nó có một cái hiệu ứng nữa là phục hồi được các vết xước, sức răm, sức đúng nhỏ rồi, khi mình chắc đi trời nắng. Thì cái xe lúc nào nó cũng bóng loáng, nhìn nó đẳng cấp hơn. Đẳng cấp hơn đúng không? Dạ vâng. Thế là cái hạng mục thứ 5 là PPF anh nhỉ? Rồi. Là cái hạng mục mà anh theo anh đánh giá thì thực ra cái đấy nào? Với những người nào mà cầu kỳ ấy. Vâng. Mà ưa cái đẹp ấy. Vâng. Yêu sự sạch sẽ. Vâng. Thì cái đấy lại là cái cần thiết. Cần thiết đúng không ạ? Còn đối với một số người người ta mua cái xe coi như là một cái phương tiện ôi không quá đã ấy đâu cần thiết đâu thì người ta không lựa chọn cũng được, không vấn đề gì cả. Vâng. Nhưng mà có một số người thì nên dùng bởi vì giữa phủ ceramic với cả BBF vâng. Thì rõ ràng BBF nó có nhiều điểm lợi hơn. Vâng. Mà trước đây chưa kể đến cái việc là cách đây khoảng 1-2 năm thì cái chi phí mà để phủ BBF, dán BBF một cái xe nó rất là cao. 6-70 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Nhưng mà chi phí bây giờ nó chỉ đâu đấy loanh quanh 30 triệu là cũng có thể dán BBF cả xe rồi. Đó, thế vâng, thì tốt, đấy. Thế tốt quá. Vâng, vâng. Thế là 5 món rồi anh nhỉ? 5 món rồi. Phim cách nhiệt, cam hành trình, thảm sàn, bệ và BBF. Rồi. Đấy. Thế là full như không biết. Thực ra thì để bảo là chiếc xe này còn cái gì nữa không ấy. Vâng. Thì các bạn mở cái này ra xong thì mới thấy rằng là cực kỳ ít. Vâng. Bởi vì một chiếc xe của Hàn Quốc họ đã trang bị khá là đầy đủ. Vâng. Khá là đầy đủ. Cho nên không cần thiết. Vâng. Thậm chí như các bạn bảo là ở trên này có cần một cái Android Box không? Không? Không cần, bây bởi vì con này có Android Auto. Mà không dây luôn. Không dây? Không dây luôn. Thế thì cần gì Android Box nữa? Rồi. Đúng không? Dạ. Không cần bất cứ cái gì nữa. Hoặc là có độ chế những cái này thành vân gỗ hay là carbon không? Thì ở đây là carbon rồi. Carbon không rồi. Cần. Vâng. Chả cần cái gì nữa cả. Và thực sự là một chiếc xe như Santa Fe này này, mới này thì những cái trang bị cho nó là là tối thiểu gần như là mà có một điều nữa là khi mà dán BBF anh chị em nhé là nhớ yêu cầu là dán thêm cái phần bảo vệ trong nội thất bởi vì cái phần màn hình này và cái phần điều khiển nó là phần nhựa bialo bóng và cảm ứng, cái phần đấy là rất dễ xước vì mình sử dụng hàng ngày. Chính xác. Thì dán BBF bảo vệ luôn thì nó sẽ nó cũng không bị xước. Cái đẹp bằng cái đẹp gọi là đẹp mãi mãi theo thời gian, trường tồn, trường tồn theo thời gian. Vâng. Có khi là video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây nhỉ. Ok, bởi vì bản chất là Santa Fe 2025 là một chiếc xe nó tương đối hoàn thiện. Cho nên rằng là những cái mà để lắp thêm những cái phụ kiện lắp thêm thì nó cũng không có nhiều. Cho nên là anh em cân đối nhá, khi nào mà mua cái gì thì cứ 5 cái món đấy anh em triển là có hiệu quả. Anh em mà anh chị em mà còn thấy cái món đồ gì mà cần thiết cho Santa Fe này thì có thể đóng góp bổ sung ở dưới phía dưới comment nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.